Liên quan đến việc công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu cung cấp hồ sơ về dự án Aqua City tại Đồng Nai, công ty cổ phần đầu tư địa ốc Nova, gọi tắt là Novaland, đã chính thức phản hồi. Theo Novaland, những khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản nói chung và tập đoàn Novaland cũng như các công ty thuộc hệ thống của tập đoàn nói riêng đã từng bước được tháo gỡ. Đối với các cụm dự án và tập đoàn Novaland phát triển đều đang được triển khai, xây dựng trở lại và nằm trong danh sách ưu tiên tháo gỡ vướng mắc pháp lý của các bộ ngành và chính quyền địa phương nơi có dự án. NovaLand cho biết thêm, tập đoàn rất hiểu dưới áp lực khó khăn về tài chính kéo dài, một số ít khách hàng không đủ kiên nhẫn đồng hành cùng NovaLand và đã không chọn cách thức giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng dân sự tại cơ quan tòa án hoặc trọng tài. Thay vào đó gửi đơn đến các cơ quan chức năng, trong đó có cơ quan cảnh sát điều tra tại thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện công tác xác minh thông tin theo trình tự, thủ tục luật định để có phản hồi chính thức đến khách hàng. Novaland xác nhận tập đoàn đang tích cực phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến khu đô thị Aqua City, một trong những dự án trọng điểm của Novaland và cũng là dự án được các bộ ngành, tổ công tác chính phủ tháo gỡ vướng mắt.